cũng làm theo kiểu gì ba là tại vì thấy rồi tao làm tao bán 100 người bán dạng người mua. Tổng số ai thì duyên ai đến á, thì khách nó có duyên đến với người đó. Nói chung là ở đây người ta đến là với tư cách là người ta ủng hộ Dì Ba thôi. Khi mà Dì Năm được coi cái video này thì chúc Dì Năm sức khỏe mà mua bán bán đắt. Gì ba? Ngày này bán bao nhiêu ký? 65 65 không? 57. Mà dây là bao nhiêu ký? 2 mấy ký. Ba bán ngồi đường đầu đường Nguyễn Trãi nè. Cũng dạ. Đâu biết mới bán hôm qua đâu biết đâu. Đâu ra đâu. Người ta thấy người ta bán vậy cũng có mâm cua luôn, y ba luôn, lấy cua Cà Mau luôn. À, vậy ba có lo lắng gì không? Thấy bán có lo lắng gì không? Người ta cũng làm theo kiểu gì ba là tại vì thấy rồi tao làm. Mình có lo lắng gì không? Có. Không sao đâu con. Bán 100 người bán dạng người mua. Ở ngày mai tới không? Đúng rồi. Ba. Ra bày cho kinh nghiệm trồng cua hả? Rồi chỉ vẽ cho Dì Năm bán luôn. Có bay là lửa thôi, rồi khách mua Dì Năm nhiều hơn sao? Thì cái đó kệ, bây giờ có mỗi tên nó 100 người bán dặn người mua mà. Không có sợ gì ở đây đó. Là trời thương ai thì nó già đúng không? Mình làm những cái chuyện gì mà được làm phi pháp thôi. Chuyện mình buôn bán thật tình thì mình không có sợ gì hết á. À, Dì Năm mà bán mà mắc á, mà Dì Ba ế là Dì Ba Dì buồn xuống thôi đúng không? Ai là ông buồn, mà buồn chút thôi. Dạ. Hôm nay con nói ý kiến cá nhân nè, thấy Dì Ba á, xưa giờ mình đã 33 năm đánh rồi. Mình đi buôn ba cái mâm cua này ở rất là nhiều nơi, ở khắp chợ. Mấy chục năm giờ mình đi cát. Rồi. Cái người tính đó nó khóc luôn. Ba, mình cũng đã tạo ra một cái thương hiệu rồi, cho nên là giờ người ta có bắt chước cũng rất là khó để mà cạnh tranh với Dì Ba. Bây giờ Dì Ba cũng có học, người ta cũng học qua rồi người ta mới dám làm cho ba. Nếu được ra mà nói đi, có khi người ta bán rồi. Dì Ba đây nè, 35 năm mà Dì Ba cũng bị cua sốt. Mai ăn dần người ta đi. Ngày mai 11 giờ 15 ra đây nè.
ba cũng được thôi. Nếu mà cần nữa mình qua nhà ba chỉ luôn. Chỉ gì năm luôn. Chỉ rồi lỡ như ta rồi. Rồi chỉ dì ba có, nếu mà dì năm bán được thì mượn kia dì năm. Còn dì ba hết vô ơi dì ba nhà. Dì ba ở nhà cho dì năm bán. Ở nhà lấy gì dì ăn? Bán dạo. Bán dạo lớn thì sao ba bác mâm cua đây được. Nói rồi đó có gì. Mình mua giữ chỗ mình bán. Nó chiều rồi giữ chết. Rồi nó chiều bậy bạ. 270 lấy 200. Được không? Mua không? Rồi. Quá ngon. Ủa, thịt nó quá ngon. Tại vì cái này nó hơi xanh, nó xấu đúng gì bà. Con về để chung dĩa là coi nóng rồi, ăn gì là ngon rồi đó. Mà sao nó lại là có màu xanh gì ba? Ra sao? Sao cái gạch nó màu xanh? Nhão quá phải không? Là tại vì cái gạch của nó nhão. Đi không phải bây giờ con để bao nhiêu nước mà nó cũng như vậy. Nhưng mà tại sao nó màu xanh vậy gì ba? Ăn cỏ ăn biển đồ đó tùm lum la. Nó ăn mấy cho múa hay gì á, cua này Cà Mau mà ở cua thiên nhiên. Cua gì ba đó? Bỏ đi lắm. Là nó thấy là dây nhợ hay là cua sao sao nó biết hết trơn. Làm sao gì đâu có bán một con chết đâu. Thành ra nó la gì nó nói gì bán con chết. Chết thúi luôn. Chứ bác nói vậy mà chị ba muốn khóc luôn vậy đó. Mà chị ba nghĩ không kệ, không có vấn đề kệ. Mình cua cũng đỉnh thôi. Phải chi mà cua đó ha, mà nó cua mà ngon thì nó làm gì mà cua nó đem ra hồi đời nào đem ra gì chị ba đâu có ở đây đâu. Mà nó nói là chị ba bán cua thúi. Nó la quá trời luôn. Rồi cái chị ba mới nói vậy nè. Bà nói nếu còn á, chị ba có nói trước, nếu mà bán cua mà không ngon á, thì con đem lợi được, chị ba chấp nhận. Chứ còn cua chị ba bù đền cua, còn không có cua thì chị ba trả tiền lợi. Chị ba có nói vậy mà sao con la dữ vậy, đó chị ba nói vậy thôi. Chứ chị ba không có gây lộn, không nói gì hết, chỉ nói vài câu đó thôi. Con cháu nó quá trời mà cái gì mà khóc lóc với lại ấy đây cười lên gì ba. Cháu quá trời luôn kìa. Nước rồi tụi anh. Dạ. Lâu mới có người như vậy đó gì ba. Thôi đừng có buồn nha. Đây có người tới tâm sự nhắc tới người ba tuổi thân người ba khóc. Thì khách này đi ô tô tới mua cua gì ba nhưng mà đã hết rồi. Nói sao? Khi ta nói mình chôn tiền mẹ, ta nói nhiều con bức xúc lắm. Đúng rồi. Mà thôi cái động lực mình đã hứa với Tâm ra đây phụ chị ba thì mình sẽ phụ cho tới nơi tới cùng luôn. Khi nào trả xong nợ rồi mình mãn nguyện rồi. Mà lý do nào để dì Thí đi giúp giờ ở dì ba này? Dì Thí có cái tánh á, là thấy ai khổ ai gì á chịu nổi. Thế có một... nhiều người nó ganh tị gì nè. Dì ba thương mình không có con, chồng con không có. Nhiều người ta có chồng có con, ta hạnh phúc dì ba là cái thứ nhất. Cái thứ hai người ta không mắc nợ, dì ba mắc nợ. Nhưng mà mắc nợ, cái lý do dì ba mắc nợ là dì ba mắc nợ hy sinh cho chồng con mua miếng đất để mà sửa chữa nhà. Đó là hy sinh như vậy là mình thấy mình cảm động lắm. Phụ nữ như vậy là rất là vinh hạnh lắm. Khi mà động lực mà đi ra đây á, 10 ngày đầu chị chưa ra đâu. Sau 10 ngày thì cô Bảy bán chuối á, cô cái điện thoại cô nói chị mà không ra em thấy chị hay đi từ thiện lắm.
thôi chị cứ ra thôi, mình nghĩ thôi mình đi chùa đi tại tiền chắc thôi, để mình đi ra thôi giữ tiền. Thì cái đồng tiền á mình xài tiền mình tính kỹ lắm. Cái này chi gì là nói lại gì ba nói rất là cụ thể gì ba hiểu. Tại vì mình nội trợ trong nhà là mình xài rất là tỉ mỉ, ví dụ một ngày mình đi chợ 100 thì một chợ trong 100 ngàn đó, ví dụ như 30 cái mình bỏ cái ống là mình xài cái tư cách của người phụ nữ là mình xài vậy, là mình biết cái nào dư hay không dư đó. Thì đi ra đây em vậy hỏi gì ba vốn bao nhiêu, bởi vậy á khi mà ra đây hỏi gì ba cái phiếu tiền này là bao nhiêu tiền ha. Phía này là của vừa đưa hả? Của vừa nó đưa, để chị Thi biết được có số tiền là bao nhiêu. Rồi dì ba chi ở nhà cho mướn những người, ví dụ chở dì ba ra đây là bao nhiêu tiền. Rồi mướn ba người đó bao nhiêu tiền. Đó, thì trong số tiền đó chị Thi cũng trừ ra xong rồi dì ba mua chanh bao. Rồi mỗi ngày phải mua xài bao rất là nhiều. Bởi vậy nhiều không biết, tưởng là rất là nhiều. Rồi chị Thi chỉ muốn giúp đỡ dì ba thôi, thấy tội thôi chứ cũng không có từ cái đó mà để mình lợi nhuận cá nhân vậy, không có cái vụ đó đúng không? Không có nghĩ gì hết. Tức là nhiều khi có lúc có nhiều khi muốn nấu rồi ăn đem ra dì ba thì người ta nghĩ chắc bà đi đưa tiền. Ở nhà mấy đứa con cản, hôm bữa là vô tình nấu bánh canh ở nhà hay nấu ăn lắm. Cái vô tình nấu người ta nói là mình đưa dì ba đưa tiền. Mấy đứa con nó cũng bớt xuống đó thôi. Dạ, đúng rồi chị. Thôi thì không có nấu nữa. Chị thì muốn nấu cho mấy con ở đây ăn cho nó vui. Thấy vậy thôi, cô không nấu rồi chị mới nói bình luận nhiều cái nó kỳ, nó thôi ai nói thì nói, mình sống trong tâm mình thôi. Mới hôm qua em mới thấy bà Năm á, bạn qua bán cua á, cũng có cua dì Năm. Dì Năm, nhưng mà nghe nói là dì có ba đứa con là dì hạnh phúc hơn dì ba rồi đó, ở nhà có thấy không? Nếu là có con, mình thấy có con mình rất là hạnh phúc, khi nào mình không có con mình thì không có nữa, giống như mình. Mà chị thấy là cái dì Năm nó bán cua thì cũng cua Cà Mau. Giá rẻ hơn mình. Rẻ hơn dì ba nhiều. Nhưng mà lại nhưng bán mà ăn chung trên có con đường này luôn. Chung con đường, cái đầu coi như dì ba đầu bán trong hẻm. Rồi cái cua đó là bán ngoài đầu hẻm. Thôi phần số ai thì duyên ai đến á, thì khách nó có duyên đến cái người đó. Rồi nói chung là ở đây người ta đến là với tư cách là người ta ủng hộ dì ba thôi, chứ không phải là người ta ăn cua. Có nhiều người ta nói không phải tôi đến tôi ăn cua mà tôi đến ủng hộ dì ba. Bức xúc cảnh của hoàn cảnh, bức xúc đi đến cái thực tế vậy. Khi mà nghe chị nè vừa thấy cái cô Mã Bà Ba là cái cô này cho bán cua. Có nhiều người thì khen, có nhiều người thì bình luận đó. Rồi, là gì đủ thứ hết á. Chị thấy mâm cua của dì Năm đầu hẻm thì mình có lo lắng là gì không? Chị thấy tôi thấy không có khi nào ra được lắm, thì cũng tội cô đó. Thì cũng dì hòa lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi, chắc cũng dì hoàn cảnh, thì có thể là con cái nó nghèo quá không giúp được cho người mẹ đó, là như vậy ha. Có nhiều hoàn cảnh, ví dụ con cái nó khổ với cha mẹ thì giống như thế nè, con cái nó đi làm mình thấy mình cũng tội lắm. Đi làm cái đồng lương ví dụ tháng 10 triệu, nghe 10 triệu thì lớn chứ không có đủ đâu. Tài chi tiêu nữa. Chi phí này, ví dụ mà ở riêng một căn nhà, chi phí này, vợ con chưa kể đau ốm, chưa kể phát sinh những lúc mình đi tiệc cưới hay gì đó, là như vậy. Nhưng mà nếu mà mâm cua nó xuất hiện thì mâm cua của dì Năm thì chi phí cũng sao vậy đó. Đủ ăn, đủ sống thôi, chắc cô không lời bao nhiêu đâu. Ví dụ bữa nào mà cô đó mà ế thì thôi, chắc chết quá. Nghĩ là vậy đó, bữa nào mà người ta không có ủng hộ, cô không ngon hay là gì thôi là vậy. Dạ, chị thấy có lo lắng cái điều là xấu nhất có nghĩa là người ta họ cách họ mua cô của dì Năm nhiều hơn cô dì ba hay sao? Không, mình không lo lắng phận ai, cũng như là có duyên ai đến, có duyên số cũng như người đó may mắn thì được. Họ đến ủng hộ thôi. Mình không có lo lắng vấn đề đó. Cô nhưng mà theo sân si, giống như cô nói bán nước trong đường hẻm thì cũng không có sân si ở ngoài, ta bán mình không có sân si vậy. Cũng như khách quay thì đó hưởng, trời trong mình như đó thì như đó. Theo khách quay của Thúy hả thì cũng có người sân si đó, nhưng mà đối với bản thân của Thúy không có sân si ba cái chuyện đó. Cũng như là người ta bán là người ta cũng mua sân ta kiếm ăn. Nói chung là ai khách đến ủng hộ ai cũng được. Được, đúng rồi. Chứ mình đừng có cái bà đó bán, đừng có ăn, bà đó không nên như vậy. Cả nhà, ví dụ thích ăn ở đâu thì cả nhà cứ ăn. Ví dụ mà cua gì Năm ở ngoài thì cả nhà cứ thích ăn thì cứ ăn đi. Ha, mình phải ra ngoài á, mình chỉ làm phụ dì ba với tư cách là dì ba, không chồng không con, thương dì ba, thương dì ba hoàn cảnh như vậy, thương một mình
cho dù anh em có đi nữa thì cũng không giúp đỡ đâu. Còn đối với dì ba đây thì dì ba không có chồng con, dì Năm hơn dì ba rất là nhiều. Dì Năm có ba đứa con, dì Năm rất là hạnh phúc ha. Khi mà dì Năm được coi cái video này thì chúc dì Năm sức khỏe và mua may mắn đó.
Chị có chơi mạng internet không mà chị biết người ta chửi gì? Tao cháu tao nó mở kìa. Ở Vũng Tàu nó mở, nó cũng nói tao kìa. Nó nói gì năm ra tháng cua thì năm, nó nói gì cua gì tí á, cua vừa mà người gửi lên trên năm bán. Nó chờ vậy mà nó lên chửi năm, mà đóng cho nó một trời. Nó mới gọi Vũng Tàu. Tao còn chưa mở cái đó ra lại. Nhưng mà có cháu tao mở cho nên nó cũng mở thôi. Nãy con nói gì cái gì ba kia là chúc gì năm bán cua đông khách và hết cua. Tao nói mày nghe, con người đừng có nói mà cái gì đó. Cái lòng mình giải tâm mình làm thật tích xa, đừng làm gì nữa đó nữa. Tao người nói như vậy đó. Cái người của mình, cái lòng thì mình bác ái, cái tâm, cái miệng mình.